Nguy cơ phát sinh tranh chấp giữa doanh nghiệp Việt Nam với nhau và giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài ngày càng gia tăng. Do đó, giải quyết tranh chấp thương mại ngoài tòa bằng hòa giải được xem là phương pháp phù hợp. Đây là đánh giá của các chuyên gia trong nước và quốc tế tại hội thảo Hòa giải thương mại lựa chọn hiệu quả trong giải quyết tranh chấp tổ chức vào ngày hôm nay 19 tháng 6 tại Hà Nội. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, phát sinh nhiều vấn đề pháp lý, tranh chấp, thì cơ chế hòa giải sẽ góp phần giúp doanh nghiệp giải quyết các tranh chấp, đảm bảo uy tín trong kinh doanh, qua đó đóng góp vào việc cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam. Ngoài ra, chi phí hòa giải rất thấp, nhưng kết quả hòa giải vẫn được tòa án công nhận và được thi hành án theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, doanh nghiệp nước ngoài trong quá trình hợp tác có phát sinh tranh chấp sẽ sử dụng phương thức hòa giải, trong khi doanh nghiệp Việt chưa quen với hình thức này. Thừa nhận chính thức về mặt pháp luật thì bắt đầu từ năm 2017 khi chính phủ ban hành cái nghị định số 22 về hòa giải thương mại. Thời gian từ đó đến nay thì cũng chưa nhiều. Thế nên là nhiều doanh nghiệp cũng chưa biết đến cái hình thức giải quyết tranh chấp này. Còn rất xa lạ với cái việc mời một người thứ ba làm cái người trung gian để hòa giải các tranh chấp của mình. Như vậy cái lý do đầu tiên để làm một cái phương thức giải quyết rất tốt chưa phát huy được hiệu quả, đó là cái nhận thức của doanh nghiệp về phương thức này. Hiện nay thì các nhà đầu tư nước ngoài khi họ là làm ăn kinh doanh ở Việt Nam thì họ rất là mong muốn làm sao có những cái cơ chế giải quyết về tranh chấp nằm ngoài tòa án mà có thể thúc đẩy cho cái sự phát triển kinh doanh của họ, và cũng để làm sao mà có thể là giúp cho họ có thể bảo đảm được các bí mật kinh doanh và giữ được cái mối quan hệ trong đối tác. Và chính vì vậy mà phương pháp về hòa giải thương mại là một trong những phương pháp hiện nay được các nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài đang lựa chọn. Trước đây, không có cơ chế để xác lập hiệu lực thi hành của kết quả hòa giải. Đến nay, vướng mắc này đã được giải quyết trong Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại của Chính phủ. Nghị định số 22 đã tạo cơ sở pháp lý cho việc hình thành, phát triển dịch vụ hòa giải thương mại tại Việt Nam. Đặc biệt, đã xác lập hiệu lực của kết quả hòa giải, đảm bảo quyền lợi của các bên khi sử dụng phương pháp hòa giải.